ở vào thời nước rút này <laughs> chạy chống dồn này cả ông trump cũng vậy còn mấy tháng đảng cộng hòa sẽ bầu cử thắng lại thì hôm nay cả cái tư gia ổng cũng, cũng bị lật lên lật từng cục gạch lật từng đập từng bức tường không còn cái gì mà à, lực rừng mà không xài hết về phần của kỳ cũng vậy ở nước rút này những cái người mà gọi là con cháu của thiên ma nó rất là đông nó đông hơn con của Phật, thì à, nó cũng biết, Cái, à, nó sắp sửa hết thời, dụng chữ hết thời, thì nó cũng phải chạy nước rút, giống như ăn không được cũng phá cho hôi, tại vì tâm ma nó phải chuyển thế thêm nhiều lần, nó nó mới có thể hiểu được tiếng của Phật, tiếng của con của trời. Còn cái tâm mà u tối say mê ở thế gian này Mà mình đi nói chuyện tâm linh thì khó ai hiểu lắm Chỉ có một số nhỏ hữu duyên Rất là hiểu thì họ hiểu Nhưng mà những cái người con Phật họ hiền lắm Họ không muốn tranh đấu hơn thua Ai nói gì cũng cười hề, hề qua Cho có chị qua lợi thôi phải không Còn con ma con quỷ Mình ra đường mình đậu xe đó mà Mình tới trước nó tới sau Mà mình vừa quay đầu xe thôi là nó đã cự mình rồi, là nó dành là nó tới trước, hoặc là đi đâu mình ngó nó một cái là nó đứng lên nó sừng mình rồi. Hỏi mày muốn gì rồi. Cho nên tâm con quỷ khó mà độ được cái thời buổi này. Thì quý vị cũng phải hiểu, nhân kiệt lúc nào thì cũng khấn cho tất cả những đứa em đó sớm có chánh kiến để mà không uổng phí một đời người. Thí dụ hôm nay mình hiểu về tâm linh hiểu về thượng đế hiểu về phật thì à, có phải là mình có một cái cơ hội rất là lớn tại vì khi mình bỏ cái xác phàm này mình chuyển thế qua một cái xác khác mình biết có phải là mình người việt không mình biết có phải mình à, vào cái xác có biết nói tiếng việt không hay là mình chuyển thế do một cái gia đình à, Ờ, ở bên phi châu hay là những cái nước nghèo nó không có biết về tâm linh không có biết về đạo phật không có biết về đạo chúa hay là mình có thể chuyển thế thành một con thú cứ chạy đồng vòng đi kiếm uh, uh, mũi ruồi đồ ăn cho nên khi còn mang sắc phàm rất là quan trọng nha quý vị từ đây cho tới những năm về sau đó phải gán giữ gìn sức khỏe và chịu khó mỗi ngày á lấy kinh thiên tâm ra đọc Kinh Thiên Tâm mình đọc có tiếng rưỡi Mà trong đó mình có lại sám hối nữa Rồi mình lại cha lại mẹ lại chư Phật Tức là Mình đọc một thời kinh Bằng những Phật tử đi chùa gần 3 tháng Trong đó Các chi vị đã diệt qua cuốn kinh đó Và đồng thời cho mình cái dấu hiệu Khi đeo ra đường hôm nay Cả mấy triệu người trên thế giới chết vì Covid Và những bao nhiêu nghìn năm những cái vong linh Mà chết đầy trong cái À, quả địa cầu này họ bay rất dưỡng có những cái gốc cây thôi mà họ có thể sống cả mấy trăm người chung cùng một cái cây thì hôm nay khi mà khi ra đường á mình đeo cái này những cái dông linh đó thấy mình đeo họ cũng kính nể nữa họ không có phá mình đó là ý kiến nói là vậy